Xin kính chào quý vị khán giả. Chúng ta lại đang gặp nhau trong chương trình kết nối VTV Cáp. Thưa quý vị, thời gian gần đây, một quảng cáo bán anten HD có thể thu được hàng trăm kênh truyền hình miễn phí qua vệ tinh đang thu hút được một lượng quan tâm không nhỏ trên các trang mạng xã hội. Và chúng ta hãy thử tìm hiểu qua clip sau đây. Anten HD có khả năng bắt sóng mọi kênh truyền hình vệ tinh, thậm chí là xem miễn phí nhiều kênh truyền hình trả tiền, các giải bóng đá bản quyền. Chỉ cần kết nối anten, mọi loại TV đều có được hình ảnh chân thực sắc nét. Đó là những quảng cáo về một loại anten không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội. Thông tin này quả là rất hấp dẫn đối với nhiều người. Tuy nhiên thì thực tế có đúng như là lời mời chào hay không? Nhiều khách hàng của VTV Cáp đã gửi thông tin và thắc mắc về loại anten này tới chương trình. Và để thông tin rõ hơn tới quý vị về điều này, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ ông Lê Quý Dương, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng và Phát triển Công nghệ VTV Cáp. Thưa ông, thông tin về loại anten có thể thu được mọi kênh truyền hình vệ tinh liệu có chính xác không? Thông tin về cái loại anten mà có thể thu được mọi kênh truyền hình vệ tinh ấy là chưa chính xác. Mỗi kênh truyền hình vệ tinh sẽ có một cái loại anten riêng. Ví dụ như với băng tần KU thì sẽ có một loại anten của KU, và băng tần băng C là có loại anten của băng C. Bên cạnh đó, thông tin còn quảng cáo rằng kết nối loại anten này với mọi loại TV thì đều có thể xem truyền hình với chất lượng HD. Ông có đánh giá gì về điều này? Để thu xem được cái truyền hình chất lượng HD trên TV thì có nhiều phương thức truyền dẫn. Một trong các cái phương thức đấy là phương thức truyền dẫn vô tuyến theo các cái tiêu chuẩn, ví dụ như là DVB-S2, DVB-T2. Đấy. Thì anten là một khâu trong cái phương thức truyền dẫn này. Tuy nhiên, nếu mà bảo chỉ dùng anten để xem được các kênh truyền hình HD thì là hoàn toàn là không chính xác. Để xem được như thế thì cần có các cái thiết bị xử lý tín hiệu để có thể là gửi lên trên màn hình TV các cái tín hiệu HD. Để đáp ứng nhu cầu thưởng thức các kênh truyền hình với chất lượng cao thì hiện nay VTV Cáp đã được cung cấp gói dịch vụ truyền hình số HD với gần 200 kênh truyền hình, trong đó có 60 kênh HD trên toàn quốc. Thì vậy điều gì làm nên sự khác biệt về chất lượng truyền hình số HD của VTV Cáp thưa ông? Đầu tiên phải nói đến là nguồn gốc của các cái kênh truyền hình HD của VTV Cáp là tín hiệu HD chuẩn theo các tiêu chuẩn đã được công nhận trên thế giới. Sau đấy là dây chuyền phát sóng bao gồm các cái thiết bị xử lý tín hiệu đã được đúng theo tiêu chuẩn là đối với cả tín hiệu truyền hình HD. Cuối cùng, tại nhà khách hàng, VTV Cáp đã cung cấp các thiết bị set-top box theo các cái tiêu chuẩn HD đã được công nhận trên thế giới và đang sử dụng tại Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, theo đề án số hóa truyền hình, thời gian ngắn tới đây sẽ tắt sóng truyền hình analog tại 4 thành phố lớn, do đó nhu cầu mua sắm thiết bị thu truyền hình số là rất lớn. Cùng với đó xuất hiện nhiều hành vi lừa đảo trong kinh doanh thiết bị đầu thu truyền hình số và anten. Quý vị hãy cẩn trọng tìm hiểu kỹ thông tin để có những lựa chọn phù hợp với nhu cầu. Hiện nay, VTV Cáp đang trang bị trọn bộ đầu thu HD cho khách hàng trên toàn quốc cùng với 7 tháng xem truyền hình siêu nét chỉ với giá 300.000 đồng. Đặc biệt, vòng chung kết Euro 2016 đã cận kề, người hâm mộ thể thao đừng bỏ lỡ cơ hội đặc biệt này để xem những trận cầu đỉnh cao với chất lượng truyền hình siêu nét nhé. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.